Xin chào anh em YouTube nha. Thì hôm nay hàng hot level cho nên là mình làm video mình chia sẻ với anh em xem chơi cho vui. Đây nha mọi người. Thì hôm nay thì mình đã lấy cái thằng quỷ đỏ này về, thằng reward cao đắt David anh em. Đó. Thì bên mod shop vừa mới gửi cho mình hồi trưa này, mình mới nhận hôm nay luôn. Thì nó mấy cái này thì nó gồm có này quá đơn VAT đầy đủ hết nha anh em. Và cái này là một cái Catolo nữa, nhìn rất là bài bản nha anh em. Cái Catolo này nhìn rất là đẹp. Cái Catolo này thì nó khác với lại cái Catolo lần trước, khác hai cái trước. À đây nè anh em, để mình mở cho anh em xem nha. Nhìn rất là đẹp. Cái hãng này nó mới về cho nên là nó rất là đầu tư về cái hình ảnh của nó rất là đầu tư nha anh em. Cái hãng này nè, nhìn rất là đẹp nha. Nói về cái độ đẹp thì mình đánh giá cao về cái này, về cái màu sắc, về cái độ đẹp mà nó cái chất lượng thì cũng rất là ok, nhưng mà chỉ có cái lần rồi là nó về cái dạng sample anh em. Cái dạng sample thì nó rất là tệ, cho nên là hôm nay á thì mọi người nhìn như vậy thôi, nhưng mà cái hộp thì giống, nhưng mà bên trong là để mình mở cho anh em xem cái phía bên trong mình đó. Để mình dẹp cái này qua bên nhé. Đây nha anh em, bên trong là một cái hộp nhìn rất là gọn gàng chứ không giống như mấy lần trước là cái sample nữa. Nó cái hộp của nó rất là gọn gàng, nhìn rất là lịch sự luôn anh em. Vẫn có một cái hộp giấy bên ngoài bao bọc thì mình rất là thích cái điều này. Đây nha, hàng của bên Mod Shop, tem và có tem sắt đầy đủ nè. Đó, nhìn rất là bắt mắt luôn. Nhưng mà đợt này thì chỉ về có mỗi vị cam kem thôi nha anh em, không có cái vị xài dứa như lần trước. Thì đợt này thì công ty chỉ về có vị này không, chứ không phải là mình chỉ nhập mỗi vị này nha anh em. Trên công ty chỉ có mỗi vị này cho nên là mình bắt buộc chỉ nhập duy nhất một vị này thôi. Thì vị này uống rất là ngon nha anh em. Cam kem vừa thơm lại vừa ngon. Cái này là loại 30 servin nha mọi người, chứ không phải là loại 20 như hồi lúc trước. Đây nè, 30 nè, 30 servin. Đó. Thì giá của thằng này nay nó có thay đổi chút xíu nha anh em. Thì bên mình vẫn là phi ship cho mọi người. Và giá là 740.000 một hộp. 740.000 một hộp 30 servin như thế này thì anh em thì uống thì mình thấy giá nó cũng hơi nhỉnh chút đó, mà không biết mọi người như thế nào. Nó lên lần trước là 701, nhưng mà nay là do thứ nhất là do bên giá bên vận chuyển và là bên phần nguyên liệu sản xuất nó có lên chút đỉnh đó. Thành ra là bên công ty nó có lên. Công ty có lên 740.000 và phí ship cho anh em nha. Thì mình vẫn để cái số Zalo bên trên góc màn hình với lại cái đường link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video. Thì cái đợt dịch này mà anh em nào mà có tập ở nhà hay là chơi home gym á thì có cần gì hoặc cao thì liên hệ với mình. Mọi người có muốn mình tư vấn hay chia sẻ bất cứ cái gì thì mình biết mình chia sẻ anh em sao nha. Mọi người cứ liên hệ với mình, biết cái gì mình chia sẻ cái đấy. Đây là cái thành phần của nó. Thành phần của con này rất là đơn giản nha anh em, nhưng mà tập thì rất là ok. Đây nè. Cái này thì mình đã review với anh em ở mấy cái video trước rồi. Thì anh em nào mà có muốn xem cái màu sắc của cái nước và uống cái vị như thế nào thì anh em chịu khó lục lại cái video cũ của mình nha. Cho nên là mình sẽ không có khui mấy cái hàng này ra để làm video review về cái vị nữa. Mọi người thông cảm nha. Rồi xin chào anh em nha, hôm nay chỉ là một cái video ngắn chia sẻ với anh em. Thì mình về cũng khá là nhiều á. Thì bạn nào có cần thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Vẫn để số Zalo phía bên trên góc màn hình và cái đường lên Facebook mình đã ở bên dưới cái phần mô tả video, anh em cứ nhấp vào trong đó. Anh em muốn tư vấn hay hỏi bất cứ cái điều gì, hoặc là anh em cũng có thể hỏi mình, như ví dụ như anh em mua những chỗ khác mà cảm thấy hàng hóa nó như thế nào đó. Anh em mình bữa giờ mình cũng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn như thế này nè mọi người. Các bạn nào thì mình không biết, nhưng mà mua ở chỗ khác á rồi sợ hàng nó như thế này thế kia là nhắn tin chụp hình của mình để mình xác nhận, mình kiểm tra giùm á. Thì nếu mà anh em nào mà muốn mình kiểm tra giùm hàng hóa hàng trên Shopee rồi này kia thì mình biết là mình sẽ kiểm tra hộ của mọi người và mình xem qua hàng như thế nào, thì mình biết mình tư vấn anh em ở trong cái khả năng của mình thôi nha. Xin chào mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình. Bye bye.